cưới là phải thế đấy. Anh này chỉ có xong phòng tối em thôi. Vậy cái tất tần ấy. Đây là hậu trường đám cưới Trung Hiếu và Nguyễn Hồng. Nào bế cháu lên này, cháu nhảy đi. Ô cười tươi quá. Cười tươi quá nhá. Nào hậu trường này, nhảy đi. Ui giời ơi, ôi giời ơi. Cười lớn lên cười. Này, cười đi, cười lại. Nhảy lại. Ôi giời, lại còn hát nữa. Nhìn vào rồi. Nhìn vào rồi. Rồi. Nhìn vào rồi. Nào, nhảy lên. Đi cái bò chuối nhá. Đang khóc ai nhảy được. Nhìn vào rồi. Hà Nội chưa bà xem nào. Nào Hà Nội chưa. Nào con nhảy đi nào. Bà xem nào. Không nhảy nữa. Yêu bà thôi nào. Yêu bà là. Nào ông Đức nhìn cháu yêu bà cháu nào. Ôi ngoan quá kìa, xinh quá kìa. Cháu yêu bà cháu này. À lấy á. Con Hà Nội đã con Hà Nội rồi ông cha. Con ngồi đi con ăn hộ giống rồi lấy điện thoại đấy. Nào, tôi chịu. Bò. Ôi giời bò nhanh thế. Ôi ra bò nhanh thế. Đây ra ông Đức cho kìa. Dạ ông cha văn cho ông cha nhé. À. Ông cha này. Đây cho nhá. Ôi giời ơi bò nhanh quá. Ôi giời ơi. Ba chưa? Ôi bò nhanh quá. Nào ngã rồi. Ôi. Đấy. Tự nó nhảy à? Ôi giời, quái đít à.